Dạ vâng, mới chào các bạn. Bây giờ vẫn còn là mùa đông, tức là bây giờ mới đầu tháng 2. Ở Việt Nam thì chuẩn bị ăn Tết rồi, nhưng mà hôm nay thì bên này vẫn là mùa đông. Thì mùa đông thì không có thể làm những cái video về vườn tược ở ngoài được, đành phải làm ở trong nhà vậy. Thì các bạn đang thấy ở đây này, tôi có rất nhiều cái hoa này. Người Việt Nam có người gọi là hoa cẳng cua, có người gọi là hoa tiểu quỳnh. Tôi đây có một chậu nhé, đây có một chậu thứ hai, đây có chậu thứ ba, ở ngoài kia là chậu thứ tư, dưới này là chậu thứ năm. Ngược lại bên kia còn hai cái nhỏ nhỏ cũng cẳng cua tiểu quỳnh. Tiếng Anh thì nó gọi là Thanksgiving cactus. Cái Thanksgiving với cái Easter nó khác nhau. Các bạn coi kỹ đây nhé. Cái lá của Thanksgiving thì nó có cái chỉ ra những cái chỉ ngạnh ngạnh này ra giống như cái càng cua. Còn ngược lại cái Easter đó thì cái lá nó tròn hơn. Cái lá nó tròn hơn, nó không có ngạnh ngạnh, nó chỉ bằng bằng cái mình đó. Thì cái khác nhau giữa cái Easter với cái Thanksgiving là như vậy. Thì Việt Nam mình gọi là cái Thanksgiving này là càng cua, càng cua. Còn ngược lại cái Easter là cái gì không biết, có thể là tên gì đó không biết. Thì hai cái loại khác nhau và nó ra hoa khác nhau. Nhưng mà video chính của hôm nay đó là tôi muốn cho các bạn coi cái này. Đây là cây quỳnh của tôi này. Cây quỳnh nghe tôi trồng bây giờ nếu mà mùa hè, mấy tháng nữa mùa hè thì sẽ là 2 năm. Thì nó lên rất là to, rất là cao. Đúng ra đó, nếu mà nó ra hoa mà đẹp đẹp thì tôi cũng để. Nhưng mà gần 2 năm mà chẳng hoa gì hết, mà nó rất là to, rất là cao. Và mùa đông tất cả mọi cây tôi phải mang trong nhà. Đây, những cái cây này của tôi. Cái chỗ mà tôi để cây đó thì nó tương đối là nhỏ, nó không có to lắm. Cho nên những cái gì nhỏ nhỏ bé bé thì tôi còn để được, mà to quá như cây quỳnh này thì tôi đang nghĩ tới cái vấn đề khác. Đây các bạn đang thấy cây quỳnh này đó, thì tôi có ghép cây càng cua vào. Ở đây có vẻ ngược ánh sáng cho nên nó có vẻ hơi tối. Ở đây, quay qua chiều này đó, các bạn đã thấy đây này, đây là cây càng cua, cây tiểu quỳnh. Tôi có ghép vào cái cây quỳnh này. Đấy, cái thân của nó đây này. Đấy, quý vị các bạn có thấy còn băng keo đây này. Thì năm trước khoảng tháng 2, bây giờ cũng tháng 2 được khoảng 1 năm rồi. Thì tôi ghép vào thì nó sống qua 1 năm rồi. Và vào tháng 10 vừa rồi thì nó cũng có cho ra hoa. Đó, thì cái cành này đó tôi ghép vào 4 cành, thì cành này nó phát triển rất là tốt. Ngược lại cái cành này ra thì nó anh ấy chết, anh ấy sống không được. Lý do nào đó tôi không biết. Còn cái anh thứ hai này này, anh này vẫn sống, năm nay mùa thu nó cũng cho hoa, nó vẫn sống nhưng mà nó hơi eo uột. Lát nữa tôi nói lý do tại sao nó eo uột nhé. Và còn cây thứ ba đó lại là cái cây này đây, anh ấy ra được có lá rồi, anh nằm im đó. Thì sở dĩ cái cây này đó cũng ghép vào sống ba, tôi ghép vào 4 cây, 4 cành, thì 3 cành sống và 1 cành chết. Cành này cành chết này, còn 3 cây sống, 1 cành, 2 cành và 3 cành đây. Ok, thì cái lý do mà nào một cây càng cua này nó ra to như vậy còn hai cây kia nó eo uột là tại vì tôi chịu đây, các bạn thấy rõ là tại vì cái cành này này nó ra được đúng có một nhánh, đó là cái nhánh này này. Đó, nó ra có đúng có một nhánh, cho nên bao nhiêu sức nó dồn vào, phần lớn là vào cái cây cẳng cua, và nó chỉ dồn vào một cái lá của cây quỳnh mà thôi. Đó, nó là như vậy, cho nên cái này tương đối là nó to. Còn ngược lại cái anh này đó, anh này anh ấy nhỏ nhỏ bé bé tại vì bao nhiêu sức nó đi hết rồi. Này, tôi ghép vào cái cành này nhá. Cành này thì nó lại ra một cái cành khác, là một cành. Đó, cành này thì khi ra tới đây đó, khi ra tới đây nó chỉ ra 5 7 lá, thì thành ra nó hút sức rất là nhiều đó.
cái cành này tôi mới nói xong rồi tới cái cành này cũng y chang như vậy. Đó, nó ra một cái cành khác rất là dài và có những lá khác. Và ngược lại, trên này lại cũng là một lá. Và đây là cũng một thân. Rồi đây, đó, nó cũng ra cái thân này. Và ra rất nhiều lá. Cho nên nó anh này không có, một mình anh không có đủ sức nuôi tất cả. Cho nên chia đều ra thì anh, cho nên cái anh này là anh ẻo uột. Thì lát nữa đó, ý định của tôi sẽ cắt hết tất cả những cái cành. Cắt hết những cái cành xung quanh này đi, chỉ để cái thân chính này thôi, cho nó nuôi cái này. Thì năm sau nó sẽ to, nó đẹp, khỏe giống như cái kia. Rồi cái anh này cũng vậy thôi. Anh này cũng sống chứ không có chết. Nhưng mà nó lại ra cái cành này chẳng hạn. Đây, nó ra cái cành này. Rồi cái cành này ra đây thì nó lại ra rất là nhiều lá. Đấy. Cho nên bao nhiêu sức nó hút, nó nuôi mấy cái cành khác ấy. Cho nên hai cái cành này nó hơi yếu yếu là như vậy. Thì lát nữa mục đích chính của tôi đó, video hôm nay đó là giới thiệu với các bạn là cây cẳng cua, nó ghép vào cây quỳnh, nó vẫn sống. Và nay mai này tôi sẽ làm khác, vì các bạn thấy cái cây cẳng cua đó, cái thân của nó như thế này, nó như thế này, cái lá nó chỉ chĩa ra giống giống như vậy. Thì ai cũng biết nó là như vậy. Nhưng mà dự định của tôi sẽ làm mấy, tôi lấy mấy cái thân của cây quỳnh này, mấy cái thân mà giống như cây gỗ này đó, thì tôi sẽ ghép vào giống như vậy, và làm nó giống như một cái cây, cây giống như thí dụ như là cây cây thông chẳng hạn, hoặc là mấy cái cây bonsai chẳng hạn. Cái này thì chắc không uốn được rồi, nó cứng rồi, nó già, nó chỉ uốn cái non thôi. Nhưng mà cái non đó thì ghép nó không tốt, phải lựa cái già. Cho nên tôi lấy cái tôi lát nữa tôi sẽ cắt tất cả những cái quỳnh này đi. Tôi không giữ cái quỳnh quỳnh to nữa, tại vì tôi nuôi 2 năm trời mà nó chẳng có hoa chẳng gì, mà nó rất là to, mà nó chiếm rất nhiều chỗ. Tôi sẽ bỏ đi, và chỉ lấy mấy cái thân già già này tôi sẽ ghép cây cẳng cua vào, ghép cây tiểu quỳnh vào để trồng dưới đất. Thì năm mai sau nó ra những cái nhánh như vậy là tôi sẽ nhổ cắt bỏ hết, chỉ để một cái thân này đó. Thì dùng cái thân này để nuôi cây tiểu quỳnh thì nó thành một cái cây cao cao gầy gầy sương sương, hay hay là lạ. Làm như vậy ra thì nó có một cái gì đó khác khác, chứ còn mà cứ giống nhau hoài thì cũng không có gì lạ. Hoa tiểu quỳnh cẳng cua này nó ra rất đẹp đấy. Năm vừa rồi mùa thu nó ra được cái hoa này, nó màu giống như màu hoa sen ở Việt Nam mình, trong sen trong đầm đó. Thì tôi mới chấm bông cho nó thì nó đậu ra một trái này này. Các bạn thấy cái trái này đây. Cái trái này thì để già ra thì nay mai nó sẽ có rất nhiều hột, thường thường nó có cả 100 hột đó. Mình có thể lấy nó mình ra mình trồng, đó là một cách khác. Hoặc là tự mình mấy cái thân này, mình bẻ nó ra rồi mình cắm đất nó cũng sống. Thì có nhiều cách trồng khác nhau. Thì đây là giới thiệu các bạn, nó là cái cây cây quỳnh, và tôi đã ghép cây cẳng cua vào thành công. Và lát nữa tôi sẽ cắt những cái thân dài dài này, tôi sẽ ghép thêm làm nó thành đẹp. Vâng, video này chỉ có vậy thôi. Giới thiệu các bạn một chút coi có gì lạ lạ hay hay. Cái video sau tôi sẽ làm về cách ghép như thế nào cây tiểu quỳnh, cây cẳng cua, và trồng ra sao. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào nhé.